Bây giờ mình sẽ tô phần biển phía sau nhé. Mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô cho phần vòng cổ. Có một viên đá trước khá là to này. Cái viên này thì mình sẽ sử dụng vào thứ viên tô. Chiếc áo thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô nhé. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh tô màu của hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Tạm biệt các bạn nha.